tạp chí thể thao. Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo sẽ diễn ra như lịch trình đã ấn định ngày 23 tháng 8 tới, sau khi đã phải lùi lại một năm vì đại dịch. Đuốc Olympic vẫn đang trên đường được rước về sân vận động lớn ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, và các vận động viên thể thao trên khắp thế giới vẫn tích cực tập luyện, chuẩn bị cho các cuộc so tài ở một kỳ thế vận hội đặc biệt nhất trong lịch sử phong trào Olympic quốc tế. Chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh tiếp tục phải đối mặt với những thách thức lớn. Trận đại dịch COVID-19 kéo dài dai dẳng hơn một năm qua, virus corona vẫn bùng lên, không kiểm soát được ở nơi này hay nơi khác. Nước chủ nhà Nhật Bản cũng không phải là ngoại lệ. Đại dịch đã làm đảo lộn các công việc tổ chức chuẩn bị cho kỳ thế vận hội. Càng gần đến ngày khai cuộc, khả năng duy trì và cách thức tổ chức sự kiện vẫn gây hoài nghi. Nhiều cuộc thi đấu sơ tuyển không tổ chức được. Cuộc rước đuốc Olympic biểu tượng bắt đầu từ thành phố Fukushima tháng trước đã được rút gọn tối thiểu trong điều kiện phòng dịch nghiêm ngặt nhất, vẫn phải lặng lẽ diễn ra. Có những chặng rước đuốc đã bị chính quyền địa phương cho hủy hoặc buộc phải diễn ra trong sân vận động không khán giả. Trong khi đó, đại đa số người dân Nhật trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây đều cho biết không muốn duy trì tổ chức Thế vận hội mùa hè trong tình hình dịch bệnh như hiện nay. Mặc dù trước mặt là vô số các vấn đề bất chắc, các nhà tổ chức Tokyo 2020 vẫn tỏ quyết tâm và tin tưởng sẽ tổ chức thành công một kỳ thế vận hội an toàn. Tháng trước, chính phủ Nhật đã chính thức quyết định không đón du khách quốc tế cũng như cổ động viên nước ngoài, và trong tháng này chính quyền sẽ phải quyết định về số lượng khán giả người Nhật được phép có mặt theo dõi tại chỗ các cuộc thi đấu. Đến lúc này, ban tổ chức cũng như các đoàn thể thao tham dự chắc không mấy ai nghĩ đến không khí ngày hội thể thao nữa, mà làm sao để kỳ thế vận hội được diễn ra như dự kiến. Như ý kiến của ông Denis Meseglia, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia và Thể thao Pháp, trong cuộc trả lời phỏng vấn của RFI Pháp ngữ. Đã có lúc Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết là Thế vận hội sẽ diễn ra và chỉ duy nhất điểm không chắc chắn là cách thức tổ chức. Theo đó thì Thế vận hội sẽ diễn ra có hoặc không có khán giả. Bây giờ việc này đã được ấn định rồi, dù sao thì vẫn chỉ không có khán giả ngoài người Nhật mà thôi. Chúng ta cũng hy vọng là họ sẽ tạo được chút không khí trên sân vận động. Nhưng với tất cả các vận động viên không phải là người Nhật thì kể ra cũng buồn khi mà họ thi đấu không được có sự cổ vũ của gia đình, bạn bè hay những cổ động viên riêng của mình. Nhưng như thế có Thế vận hội còn hơn là không có gì. Còn lại chỉ có các vận động viên nước ngoài và người dân Nhật ở Thế vận hội, nhưng các vận động viên cũng như những người được phép tham dự sẽ phải hạn chế đi lại tối đa tới trước ngày thi đấu 5 hôm và chỉ được lưu lại trong làng vận động viên trong thời gian tranh tài ở môn thi của mình, đồng thời phải xét nghiệm COVID-19 thường xuyên. Một kỳ thế vận hội khác biệt chưa từng thấy, nhưng vẫn phải diễn ra vì tinh thần Olympic, theo ông Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia của Pháp. Ủy ban Olympic Quốc tế đã chọn giải pháp lùi lại rồi. Bây giờ lại có tin tốt là có vaccine kể từ đầu năm nay. Tiêm chủng không phải là tất cả, nhưng dù sao cũng là điều quan trọng. Tôi nghĩ lúc này tất cả đã hội đủ điều kiện để Thế vận hội diễn ra. Tuy là kỳ Thế vận hội khác biệt với các kỳ khác, hiển nhiên là như vậy. Đúng là sự chuẩn bị có đảo lộn, nhưng các công việc tập luyện thì không. Tất cả các vận động viên sẽ phải linh hoạt hơn trong việc thích ứng với hoàn cảnh không như bình thường này, nhưng là hoàn cảnh chung cho mọi người. Các vận động viên dù hoàn cảnh khó khăn đều cần tập trung vào các cuộc thi đấu. Như Chủ tịch Ủy ban Thế vận quốc tế đã nói, kỳ Thế vận hội này cũng là để chứng tỏ ánh sáng cuối đường hầm và phần nào cũng là dấu hiệu trở lại cuộc sống bình thường hoặc gần như thế đối với thể thao. Đó là điều quan trọng ở Thế vận hội và cũng là quan trọng khi kỳ Thế vận hội này diễn ra. Đối với Việt Nam quốc gia mà thời gian gần đây, thể thao đang có những bước tiến bộ đáng khích lệ, đang hy vọng đấu trường Olympic sẽ là nơi thử sức vươn lên của mình. Trước đại dịch, Việt Nam đặt chỉ tiêu giành ít nhất 20 tấm vé chính thức đi dự Olympic Tokyo 2020. Nhưng cuối cùng tất cả đều đảo lộn từ hơn một năm qua. Các vận động viên Việt Nam không có cơ hội được thi đấu ở các giải đấu quốc tế, vòng loại hay sát hạch để lấy vé chính thức đi Tokyo. Hiện có khoảng 12 đội tuyển các môn của Việt Nam chưa được tham dự các giải đấu như vậy. Cơ hội để vận động viên Việt Nam có mặt đông đảo ở Tokyo 2020 bằng những tấm vé chính thức đang mất dần vì tình hình dịch bệnh.
Trả lời phỏng vấn tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay, ông Dương Viết Thủy, trưởng bộ môn Điền Kinh của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết. Như các bạn cũng đã biết là hiện nay thì tình hình đại dịch COVID trên toàn thế giới cũng đang rất là phức tạp. Có nước hết đợt dịch 1 lại sang đến đợt dịch 2 và đặc biệt là ở châu Âu. Thế cho nên là cái khó khăn đối với thể thao Việt Nam chung là cũng không ngoài các cái ảnh hưởng đó. Và đặc biệt nữa là chúng ta khi mà tham dự cái cuộc thi đấu ở các khu vực của châu Âu hoặc là các cái vòng loại thế giới thì thường là phải hoàn thiện các cái thủ tục cả về y tế lẫn thủ tục về ngoại giao. Nói chung là những cái thủ tục để cho một cái đoàn thể thao đi nước ngoài là nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với những cái lúc bình thường. Hiện nay thì một số các môn khác cũng đã tham dự các cuộc thi đấu. Tuy nhiên thì vì những yếu tố khách quan như chúng ta vừa trao đổi, cho nên là cũng có những đoàn đã làm xong quyết định nhưng giờ lại không thể lên đường được. Nói riêng về Điền Kinh thì chúng ta chỉ có một nội dung duy nhất có khả năng tranh giành được, đó chính là nội dung tiếp sức hỗn hợp của nam nữ ở 4x400m. Và trong cái bảng tổng sắp Olympic bây giờ thì đội Điền Kinh Việt Nam, đội tiếp sức đang đứng thứ 17. Cơ hội dành cho chúng ta thì rất là khó khăn. Sắp tới chúng tôi có một cái giải vô địch thế giới chuyên về các nội dung tiếp sức ở Ba Lan. Tức là có khoảng 50 quốc gia đang tập trung vào cái giải này ở Ba Lan. Và có khoảng 1.500 vận động viên đấy, của tất cả các quốc gia đó tham dự khoảng 10 cái nội dung tiếp sức ở đó. Trong đó có 4x100, 4x200, 4x400 trở lên. Nội dung mà chúng ta chỉ có hy vọng đó chính là 4x400 hỗn hợp nam nữ. Tuy nhiên với những yếu tố mà chúng ta vừa nêu trên thì đội tuyển chúng ta cũng khó có thể tham dự được ngày nay. Và đến ngày hôm nay tức là ngày 16 tháng 4 rồi thì những cái yếu tố mà chúng ta cần để có thể xin visa để rất là ít. Vì thế cho nên là chúng tôi cũng sẽ không tham dự cái giải vô địch thế giới về tiếp sức. Và như vậy thì cái cơ hội để giành các cái tấm vé tham dự cái Olympic Tokyo là cũng sẽ không có. Vậy thì chúng ta sẽ chỉ còn cơ hội cử các vận động viên ở các nội dung đơn và tham dự với tư cách là đặc cách. Vâng, ngay cả các nhà tổ chức Thế vận hội mùa hè ở Tokyo cũng đang bị động vì tình hình dịch bệnh. Thậm chí kịch bản tồi tệ nhất là Olympic Tokyo bị hủy đã được nhắc tới trong những ngày qua. Ông nghĩ thế nào khi trường hợp này xảy ra? Đúng là một vận động viên được tham dự một kỳ đại hội Olympic lớn nhất hành tinh thì cái sự háo hức của các vận động viên là rất là đáng trân trọng. Dù rằng thành tích của các vận động viên của Việt Nam cũng chưa phải cao lắm ở cái tầm châu lục, thì chúng ta có nhiều tấm huy chương như ở tầm Olympic thì chúng ta mới có một huy chương vàng thôi, nhưng mà cái công tác chuẩn bị thì các vận động viên cũng đều rất là háo hức và đều mong muốn được đến cái ngày đó để được tham dự. Tuy nhiên thì những cái yếu tố khách quan nó tác động đến, và nếu như một cái tình huống xấu nhất là Olympic Tokyo không được tổ chức thì thực sự là chúng tôi là những người làm chuyên môn cũng rất là buồn, làm công tác huấn luyện, làm công tác quản lý sau cả một cái chu kỳ dài 4 năm để chuẩn bị có một kỳ đại hội lớn như vậy, vì những yếu tố khách quan, vì những yếu tố bệnh tật thì chắc là mọi người cũng sẽ thông cảm, nhưng mà sâu thẳm trong mỗi con người thì đều cảm thấy có cái điều gì đó thật là tiếc nuối. Tuy nhiên thì đó là những thông tin mà phía bên ngoài, còn hiện nay chúng ta vẫn là tích cực. Tất cả các môn thể thao khác đều vẫn tích cực để chuẩn bị. Cái nhiệm vụ chính đối với tất cả các môn thể thao của Việt Nam nói chung và đặc biệt là Điền Kinh, đó là cuộc thi đấu quan trọng nhất của cuối năm nay khi mà Việt Nam chúng ta là chủ nhà của kỳ SEA Games lần thứ 31. Chúng tôi thì đang nỗ lực toàn bộ thể lực cũng như là tâm lý để gồm hết vào cái cuộc thi này. Xin cảm ơn chuyên gia Điền Kinh tiến sĩ Dương Đức Thủy. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.